Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay thì Hoa có mặt ở ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là đường vào cao tốc luôn đó quý vị. Bà của Hoa thì đang chuẩn bị tỉa cành cây me. Ở đây là đường vào của cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương tới Mỹ Tho không quý vị? Dạ. Cây này có nhánh không to không? Không cần. Nhánh này không bò được, tôi gãy. Bự đây, bự luôn là gì đó? Nãy tôi nói tôi nghe mày nghe bự. Gì đó? Nghe bự chú ơi. Gì đó? Cha nói gì ba? Bự, dây bự khỏi gần nói vậy. Như mấy cây này bác cũng có tỉa cành nhiều lần rồi đó. Hoa nghe chú Đường nói là cây me này 50 năm tuổi rồi. À, chú đã có nghe bác chủ nhà nói lại rồi đó quý vị. Ở phía này thì bác có trồng mấy cây bông 10 giờ á. Nên bác lấy mấy miếng to nó che che lại nè, để cho nó đừng có bị hư. Bị hư mấy cây 10 giờ. Còn thì nhà chứ đường cộng 22 chứ không có hả? Có đó. Nãy giờ chú Đường cũng đã treo cái sợi dây lớn lên cho ba của Hoa hả? Cái phần nhánh này nó bị tì, nó muốn gãy nhánh vậy đó quý vị. Mỗi lần kích dây là chú Đường ôm nguyên bó dây cái quấn xung quanh cái thân cây vậy nè quý vị. Bó dây này nặng hình như là hơn 30 kg. Mà giờ thêm đất với cát rồi nữa dính thêm nữa nặng hơn. Có một nhánh me mà quá trời luôn. Cây me này trời mưa lâu ngày cái mọc rong trên phần nhánh luôn á quý vị. Dạ. À, bác gái nhờ ba của Hoa là lấy chai chét để cho cây đừng có bị thúi vô trong á. À, như vậy thì sẽ bị thúi nè quý vị. Cưa thúi nó hư nguy hiểm, gặp ngay đây là cái sân nhà nữa.
nha. Bà con có cột cái sợi dây nhỏ để điều khiển nè. Do là cái nhánh này rớt xuống thì có thể là sẽ đập vào cái mái nhà của bác. Giờ là phải kéo cái phần nhánh để điều khiển ra khỏi mái nhà nữa, nên ba của ai nhờ chứ đường là cột chết cái sợi dây treo đi để có thể điều khiển cái sợi dây nhỏ. Cột chắc cái chân mà không có cháy đâu mà dịch sẵn đây rồi. Chứ đừng cung thử cái cột nhà. Đó quấn xuống cây thì mọi lần có người nó dịch đỡ rồi. Mình nhớ một chút thì nó sợ, còn quấn xuống đây rồi. Dây quá dùng rồi chú ơi. Cái bình bát dây. Ủa cái góc nó nằm đâu? Góc dây bình bát dây này nè. Bình bát dây màu đỏ đỏ. Chắc bác mới rút gốc của dây bình bát dây á. Ba con hoa cưa cho nó sát luôn, với lại không có bị để bị xước da, nó sẽ không bị hư vào thân chính nữa. Xuống ở ngay chỗ mà bác trồng bông 10 giờ thôi. Cái bình bát dây nhìn ngoài giống như là trái dưa leo nhỏ vậy đó quý vị.
hả chú? Để nó đập cái đầu nó lộn cái góc ra. Bị dướng nhánh mè khó xuống gặp dây bự nữa. Bà con Hoàng thấy dây không xuống rồi bắt buộc phải leo qua rồi. Dây bự nặng khó thảy qua lắm quý vị. Dướng cái cọng vậy đây em ơi. Con ổ ong mày. Là ông bần đó quý vị. Ông bần thường mất ổ thì nó sẽ không có lại chích mình, nó bay xung quanh thôi.
sợi dây bự lại để làm nhánh để treo cái phần đọt của cái me nè quý vị. Thôi là nhờ cái phần nhánh bên kia nó cản lại bớt á, chứ không thôi là sức giật của cái phần nhánh nó rất là mạnh. Với lại ba con hoa cưa từ từ không chừa da cho rớt nhẹ 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 nữa. Trái me non không? Trái nhỏ nhỏ này nè. Cái phần nhánh mục nè quý vị, bị thúi vô trong thân chính luôn. Rồi bác xem thử nhánh ba con hoa đang cưa, không biết cưa tới đâu để cho nó đẹp. Hình như nó muốn mục vào phía trong á, nên ba con hoa nói là lấy cái keo dán kẽn là chét lên cho áo da liền từ từ. Hồi nãy ba con hoa cưa phần nhánh phía trên xong rồi xuống nhánh phía dưới, lên đó thì mới biết cưa nhánh nào trước được, chứ phần nhánh của cây me này nó mọc ngược hay gì đó quý vị, nó bị dướng gài hoài. Có cây thang này chú. Thank you.
bà cô Hoa đổi lấy sợi dây lỡ để treo mấy phần nhánh phía bên mái nhà. Mái nhà thì nhớ ở phía bên hông nhà bác. Mình chú đường ở phía dưới vừa giữ dây vừa kéo dây luôn. Vô ba con phụ chứ được. Ai có con gì chưa kéo qua khỏi cái mái nhà là bỏ đi sợi dây. Anh có mua keo chét cái phần mặt cắt của cây để cho nó liền da. Yeah.
nãy giờ từ đầu tới cuối thì bác Hiền vẫn đang xem ba cô Hoa cưa tỉa cành cây me này. Bây giờ bác Hà kéo dây phụ luôn rồi. Nhìn con dây lại tôi thủ ra đồng hơi giặt nó đồng. Bên phía bên kia có cái bàn đá nữa quý vị. Đó chú Đường đứng lên mới cào đường vẽ. Cây hồi nãy giờ dính ngón tay quá trời. Ở có hai chát vô thân của cây me rồi đó. Vẫn còn dính. Không chát cao là nó dễ bị hư lắm đâu quý vị, nó bị muốn hư vào cái phần thân chính của cây rồi. Cái này mà hai hũ chắc không đủ quá. Hai hũ keo còn mấy mặt cắt phía trên. Cây này mình cắt tới đâu ba?
cọt phía trên nó cắt không? Có nữa. Dùng tròn tàn luôn. Dạ. Bà con Hòa sửa giống như. Dạ. Bà con Hòa cưa cây mè 500 năm tuổi ở chợ Cái Nứa Bến Tre. Cây này 50 năm tuổi nè quý vị. 50 năm tuổi là cái vành được nhiêu đây nè. Cái vành này chắc chừng 180 hả ba? Hơn 180. Chú lại đó vành vành cây thử đi chú. Hỏi kỹ sư đường. Chú bữa nay có nghề mới rồi chú. Dây leo đó là dây bình bát dây á quý vị. Đường của Hoa hình như bị đau bao tử hay gì. Nhận nhận hoài. Giờ này chú đường mới chịu dời xe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồi nãy mà chú Đường đi lại ngay chỗ hoa mà kéo hay là vào hàng rào có khi lên trên mái nè dướng cho anh luôn quý vị. Có dây lỡ có kẹt không chú? Quá trời chuyển mưa đang hôi luôn rồi quý vị. Mưa rất hột luôn rồi vậy ơi. Mưa rất hột rồi quý vị ơi. Không chứ nói gì nhỏ bên đầu bên kia đi kéo lên. Gió ngược. Chú đi ra. Rồi xúc sên luôn. Còn chút xíu nữa xong. Đổi cục pin nữa chú. Máy mini đuôi cục mà chú Đường lấy cục pin 8A. Có bạn kẹt dây bả không chú?
Dạ. Dạ. Dạ ba con chét bằng tay. Lấy máy chú ơi. Cái gì luôn mà đưa đó hả? Đưa không? Không có nữa. Thấy cái ngực bù, hai ngực bù nó bỏ luôn được không? Thôi đi. Hả? Cái đó để nhánh thở á bác. Hả? Có nhánh thở. Bà con Hoa có chừa nhánh thở nhỏ. Vậy nó có lá nó thở không? Cắt lại cái đó, đợt mất lá của đi xin. Ờ, nói vậy cũng được. Bây giờ, vậy là xét xong rồi xuống đó phải không? Dạ. Ờ, giờ là để tôi lấy thì điện ông đưa lên ông nắng bên đó giùm. Nắng kéo điện ra ngoài quán nè. Dạ. Dạ, để nhánh nó ra nhiều nhiều rồi mình cắt bỏ bớt. Chứ giờ nó không có nhánh thẳng á bác. Bà Hoa có chừa nhánh thở nhỏ nè. Ở phía trên. Cái này cũng bỏ nữa nè. Và nhánh thở phía dưới. Nhánh luôn kìa. Đó là tùm tùm cái đĩa lại ăn là cái đĩa có dựa đĩa dựa mặt cái sữa. Cái đĩa là không có tùm tùm quyết chứ. Rồi bà Hoa chét cho liền da xong rồi là đi xuống đó quý vị. Ở phía dưới thì bà Hoa chét nó hơi ráo ráo rồi nè. Bác nhờ ba của Hoa kéo cái đường dây điện này lên cao phía trên để cho đựng dưới để bác bán quán cà phê ở phía trước á.
đường lấy ra ra gì rồi. Bao con Hòa đang kéo cái đường dây điện lên á. Quấn lại, một cua. Kéo thẳng rồi quấn cho cua. Ừ, vậy đó, đang nói đó. Ừ, ừ. Ủa, quấn được không? Quấn, đợi rồi cái. Có cần luôn rồi, gì cho nó. Có cái ống nước nhựa nào không á? Hả? Cái gì? Vậy đâu, không sao đâu, này, này, dây điện này hai lớp mà. Mời chứ không? Rồi, kéo nữa thẳng nha. Rồi. Rồi, rồi, vậy được rồi đó. Rồi, bỏ qua, nín bên này luôn. Bỏ qua nhánh bên đây. Vậy là mình vừa nó vừa đủ như trong này luôn. Rồi vậy đó. Rồi thôi vậy được rồi. Rồi thằng Búa nói báo ra mà sao thiếu. Mối chứ bữa nay mộng cây trên nè. Mối nào quá trời nè. Cái lỗ đó là nhỏ cắt không có chết á. Bây giờ mua cho mấy bộ đồ mới nhiệt chứ mỗi lần nó càng ngày nó bò lớn ăn là tiêu hả? Giờ mình đục cái hả? Đi chỉnh thuốc đi, chỉnh cho nó chết là không ăn nữa. Mộng cái cây sống không ăn được á. Ôi, cái kia đẹp quá. Ủa, chứ bây giờ chè này nãy cái đường đo phỏng phỏng 6 tấc dài 6 tấc. Cái chè này khoảng mấy ký bác? Hồi mới bắt là 5 ký. Mới bắt 5 ký hả? Bắt khoảng bao lâu rồi bác? Nay khoảng 4-5 tháng rồi. 4-5 tháng rồi. Còn cái dừa? Đâu ôi, đồ ôi. Cái là thẳng cái gì cho nó ăn, chúng ta hả? Cái này nhiên á. Cá trê nè quý vị. Đây là cái ổ mối mà ba con Hòa nói nè. Quá trời. Hình như bác đẻo cái ổ mối bớt rồi đó. Dạ ba con Hòa cũng đã cưa xong cây me rồi. Cây này thì tỉa lại nhiều lần nữa mới được chứ mấy phần nhánh này mà mình cắt gùng nhiều quá thì cây sẽ bị ngợp, ngợp không có lá để quang hợp nó sẽ chết. Dạ Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Dạ Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thank you.